tuyết trầm tư đứng như lại khu công khám phá ra nơi ngài lý vũ trụ vô thường sinh diệt tất cả pháp vốn không buồn lại đầy nỗi Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Có câu thơ: Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng dắt dìu lòng con, Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Quả thật như vậy, Thầy là nhịp cầu nối giữa quá khứ hiện tại và tương lai, là hiện thân của từ bi và trí huệ. Thầy đã đem những vốn liếng hiểu biết thiêng liêng của chính mình trao truyền cho nhân loại, từ những cộng đồng to lớn cho đến những đơn vị cá thể riêng tư. Và hôm nay mùa Phật đản đã trở về, chúng con dẫu vẫn biết rằng công việc đại Phật sự rất đa đoan, ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, Thầy đã bất từ lao quyền trấn tích quang lâm, không những chỉ về những tỉnh, những thành, những vùng xa xôi của những chốn làng quê, quê hương đất Việt chúng con, mà hình bóng của ni sư còn quang lâm vượt qua hơn thế nữa, sang cả bên các nước bạn để trao truyền chánh pháp của Đức Thế Tôn, để nuôi dưỡng mạch sống tâm linh cho hàng hậu học chúng con, lấy đó làm tư nương để hành trì tinh tiến tu hành, vượt biển trầm luân đến bờ giải thoát. Và đêm nay, Đức Thế Tôn đã ban tặng cho toàn thể đạo tràng chùa Ninh Tảo chúng con hình ảnh của ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, là hiện thân của Bồ Tát Hành. Trong tinh thần vô ngã vị tha, Thầy đã không quên lời nguyện tái hiện đàm hoa, chèo thuyền vào vòng sinh tử để độ tha, đưa chúng sinh vượt biển trầm luân đến bờ giải thoát. Với nguyện lực to lớn đó, Thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi, vượt qua hàng vài trăm cây số, trở về trong đêm hội hôm nay. Chúng con đê đầu đảnh lễ, xin nương tựa ân đức của ni sư, xin ni sư ban cho chúng con một thời pháp thoại
để chúng con lấy đó làm tư nương, làm kiến thức rộng sâu, hành trì trong bước đường tu học, để áp dụng vào cuộc sống sao cho sống tốt đời, đẹp đạo, hữu ích cho cộng đồng, rạng danh cho giáo hội. Chúng con xin thành kính ni sư Thích Nữ Hương Nhũ Thủy Từ hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, ban trị sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Thành kính đảnh lễ đại đức trú trì chùa Ninh Tảo. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh hộ trì, và cho phép con có một thời gian rất là quý giá được chia sẻ những lời dạy của Đức Phật với toàn thể hội chúng trong đêm khánh đản tại chùa Ninh Tảo, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Quý Phật tử thân mến, sư Hương Nhũ xin chào mừng toàn thể quý Phật tử, các em sinh viên, học sinh đã câu hội về chùa Ninh Tảo mùa Phật đản năm nay Phật lịch 2561 và dương lịch 2017. Quý Phật tử thân mến, thật là xúc động trong một cái không khí đón mừng khánh đản tại chùa Ninh Tảo, long trọng, trang nghiêm và muôn màu sắc như đêm nay. Trong cuộc đời đi hoằng pháp của sư Hương Nhũ, cũng được tham dự rất là nhiều lần những buổi lễ Phật đản, những đêm mừng khánh đản ở nhiều nơi, nhiều tỉnh thành, trong những ngôi chùa cả nước. Và đêm hôm nay, sư vô cùng xúc động trong một không khí trang nghiêm, lung linh ánh đèn. Chắc chắn dưới sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, bá vạn chư thiên, long thần hộ pháp đã cho chúng ta một không khí vô cùng trang nghiêm, huyền diệu để buổi pháp thoại có thể được bắt đầu. A Di Đà Phật. Có lẽ chúng ta sẽ rất tự hào làm người đệ tử Phật, và đêm hôm nay là một đêm mà chúng ta sẽ ngưỡng nguyện tưởng niệm ngày khánh đản, ngày sanh ra, ngày ra đời của một bậc đại giác ngộ, đó là Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và quý vị Phật tử có biết không, đạo Phật giờ đây không chỉ riêng của Việt Nam hay của riêng một đất nước nào trên thế giới. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, thì tại phiên họp lần thứ 54, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết chính thức thừa nhận và đứng ra tổ chức Đại lễ Phật đản, còn gọi là Đại lễ Tam Hợp. Đó là ngày Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và nhập Niết Bàn. Ba sự kiện trọng đại đó, và được xem như là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo trên thế giới của Liên Hiệp Quốc. Điều đó vô cùng tự hào cho tất cả người Phật tử trên toàn thế giới, trong đó có Phật tử Việt Nam của chúng ta. Và quý Phật tử thân mến, kể từ đó, lễ hội Liên Hiệp Quốc hàng năm lại được tổ chức trên một đất nước. Các đại biểu trên khắp cả năm châu, Phật tử trên toàn thế giới đều trở về một đất nước nào đó để kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Và Việt Nam chúng ta, các vị có nhớ không? Năm 2008, sự kiện Vesak đã tổ chức tại Hà Nội, và 2014, sự kiện Vesak lại một lần nữa tái hiện tổ chức tại tỉnh Ninh Bình. Và năm nay, các vị có biết đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tổ chức ở đâu không? Đó là Sri Lanka, Tích Lan, cũng là một đất nước châu Á được long trọng diễn ra đại lễ Phật đản cho toàn thế giới. Vậy mà đêm hôm nay, tại chùa Ninh Tảo, sư Hương Nhũ không ngờ rằng mình có một nhân duyên vô cùng hy hữu được gặp các vị nơi đây. Và do vậy, thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức trú trì chùa Ninh Tảo đã cho con một nhân duyên vô cùng thù thắng của đêm nay. A Di Đà Phật. Như vậy, đạo Phật không còn là chỉ ở trong một cái biên giới của một đất nước nào, đã là một tôn giáo lớn của nhân loại, và ảnh hưởng của đạo Phật với con người trên toàn thế giới là một ảnh hưởng vô cùng lớn lao, có ý nghĩa rất lớn trong quá trình tiến bộ tu tập của loài người. Các vị có biết không, người ta nói rằng nếu có một tôn giáo có thể đáp ứng được
những nhu cầu của nhân loại về văn hóa, về khoa học, kỹ thuật, về lương tri, về tất cả các mặt trong tinh thần của những con người tiến bộ của thế kỷ hiện đại này, văn minh này, chỉ có thể là đạo Phật. Nhà bác học Einstein đã khẳng định như vậy, một bác học vĩ đại, ăn chay trường và đã xem đạo Phật là một tôn giáo mà ông sẽ quyết định đi theo trong suốt cả cuộc đời của mình. Như vậy, đạo Phật giờ đây đã chinh phục biết bao nhiêu con người phương Tây, chứ không chỉ ở châu Á hay Đông Nam Á hay riêng một đất nước nào như đất nước Việt Nam của chúng ta. Bởi vì cả thế giới, kể cả những người văn minh nhất, tiến bộ nhất, họ cũng cảm nhận đạo Phật là một tôn giáo của từ bi, của trí tuệ, của tinh thần yêu thương và sự hiểu biết chân thành. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Đạo Phật đi đến đâu chinh phục lòng người đến đó một cách nhẹ nhàng, đầy tình cảm hóa. Đạo Phật đi đến đâu cũng vậy, trí tuệ và yêu thương. Cho nên Rhys Davids là một giáo sư sử học đã phát biểu rằng: tôi từng quan sát mọi hệ thống tôn giáo trên toàn thế giới. Tức là ông nghiên cứu các tôn giáo khác nhau. Và ông khẳng định rằng: tôi khám phá ra rằng không có một tôn giáo nào có thể vượt qua được về những phương diện vẻ đẹp toàn diện, thấu triệt, sâu sắc như hệ thống Bát Chánh Đạo và Tứ Đế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi rất mãn nguyện và đem ứng dụng những lời dạy của Đức Phật vào cuộc đời của tôi đi trên con đường đó. Và Rhys Davids trở thành một người viết sử Phật giáo, phiên dịch các tác phẩm Phật giáo và phổ cập các tác phẩm Phật giáo trên các đất nước ở phương Tây. Như vậy là đạo Phật không còn chỉ trong một cương thổ nào nữa, đã là một tôn giáo của thế giới rồi. Thế thì đi đến đâu? Họ hỏi, chúng ta đạo gì? Tôi là người đệ tử của Đức Phật, tôi là Phật tử, thì không giấu được niềm tự hào. Bởi vì đó là một tôn giáo mà cả nhân loại trên toàn thế giới phải công nhận đó là một tôn giáo của trí tuệ và tình thương. Không dừng lại ở đây đâu, người phương Tây còn hy vọng đạo Phật sẽ làm nền tảng cho tôn giáo của tương lai, tức là tôn giáo của cả nhân loại. Nhân loại cần phải có một tôn giáo đáp ứng được nhu cầu sống còn và sự phát triển phù hợp với mọi điều kiện mới của xã hội đời sống hiện nay. Các vị thấy đó, sự tiến bộ quá nhanh của khoa học kỹ thuật tạo ra những khủng hoảng của xã hội, mất thăng bằng về sinh thái, về văn hóa, tâm lý và đạo đức. Giờ đây cả nhân loại đều mong chờ vào sự cứu vãn tương lai của mọi thế hệ, đó là chờ mong vào đạo Phật. Cho nên mỗi một con người chúng ta đều phải tác dụng vào đời sống này, tác động một cái lực hết sức chính xác, mang tất cả tâm hồn, tin sâu nhân quả để chuyển hóa thế giới này. Bởi vì lòng mong đợi đó là lòng mong đợi của cả nhân loại. Sự mất thăng bằng về văn hóa, về đạo đức, về sinh thái, khủng hoảng môi trường. Cuối cùng người ta quay lại những lời dạy của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đạo đức, bảo vệ tình người. Đạo Phật là một tôn giáo không cổ động cho chiến tranh, không cổ động cho sự hận thù, không cổ động cho lòng tham lam, sân hận và si mê. Với tất cả những tính chất tuyệt vời đó, đạo Phật của chúng ta xứng đáng là một tôn giáo của nhân loại trên toàn thế giới, thưa quý vị. Như vậy, ngoài một cái buổi lễ mà tưởng nhớ một đấng từ phụ ra đời, mà mọi nơi, mọi nhà, mọi ngôi chùa trên đất nước chúng ta và cả ngoài nước, trên các đất nước của châu Á, Nhật Bản, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, rồi là kể cả các nước phương Tây, Mỹ, Anh, Pháp, v.v. Người ta đều dành những cái nơi cao đẹp, thiêng liêng và thậm chí không có chùa, họ tưởng niệm ngày Phật đản sanh dưới gốc cội Bồ Đề, cội cây của sự giác ngộ. Chúng ta quá sức tự hào, có phải như vậy không? Bởi vì đấng cha lành chung bốn loại của chúng ta, những thông điệp của Ngài đưa ra sau gần ba thiên kỷ vẫn khẳng định đó là chân lý của cuộc đời. Chúng ta không thể nói rằng đó chỉ là một tôn giáo để chúng ta đến đó cầu xin ban phước và giáng họa, như theo những tập tục, những truyền thống, những suy nghĩ mê tín dị đoan. Mà đạo Phật là một tôn giáo nhân bản, lương tri trên toàn thế giới. Cho nên người đệ tử Phật phải có những thái độ
cách ứng xử, cách suy tư, sự tu tập xứng đáng làm đệ tử của một đấng từ phụ Thích Ca, đấng phước trí vẹn toàn. Thưa các vị, cần phải xác định như thế. Như vậy, đạo Phật có gì đặc biệt mà chiếm được sự thiện cảm và ca ngợi của con người tại trên mọi thời đại, đặc biệt là trong thế kỷ hiện nay? Điều nổi bật đó là một tôn giáo không có thượng đế. Đức Phật của chúng ta không phải là một đấng thượng đế để tạo ra thế giới này và ban phước giáng họa. Đức Phật không phải là một đấng thượng đế, một bậc thần thánh nào như vậy. Cho nên khi chúng ta quy y Tam Bảo, người đệ tử Phật luôn phát nguyện: nay con là đệ tử Phật, nay con quy y Phật, nguyện suốt đời không bao giờ quy y thiên thần quỷ vật. Tức là chúng ta quy y ở một cái đấng giác ngộ, bằng sự tu tập, bằng trí tuệ, vượt qua mọi sự nỗi khổ lầm mê của kiếp sống con người. Cho nên làm đệ tử Phật thì đồng thời không còn đi theo thiên thần quỷ vật. Con nguyện quy y Pháp, nguyện trọn đời, và nếu còn được làm người, được quy y Pháp, không bao giờ quy y ngoại đạo tà giáo. Bởi vì đây là một tôn giáo mà cả nhân loại phải nhìn nhận, đó là tôn giáo của tình yêu thương, của trí tuệ, văn minh và đạo đức. Còn quy y Tăng, nguyện trọn đời trọn kiếp, và bất cứ kiếp nào cũng còn được làm người, ở bất cứ cõi giới nào cũng được quy y Tăng, các bậc thánh hiền Tăng là sứ giả của Như Lai. Để như thế nào? Để trọn đời không bao giờ theo bọn xấu, bọn ác, để làm những điều trái với lương tâm, lương tri của con người. Nếu chúng ta là một người đệ tử Phật, nguyện quy y Phật như vậy và giữ tròn những lời Đức Phật dạy, để chúng ta thấy rằng đạo Phật chúng ta không phải là một tôn giáo của giáo điều, không phải là một tôn giáo áp đặt để bắt chúng ta làm điều này hoặc đừng làm điều nọ. Đó là những lời Đức Phật đã mở ra như một ánh đuốc sáng. Con người có trí tuệ thông minh đi trên con đường có ánh đuốc. Người vô minh tâm tối thì lựa trong bóng tối buồn lời của tham sân hận mà đi. Còn những điều Đức Phật đưa ra cho chúng ta, bởi vì qua cả một kinh nghiệm tu tập trong nhiều kiếp sống, trong vô lượng kiếp mà đến kiếp sống cuối cùng, từ trên cung trời Đâu Xuất Bồ Tát Hộ Minh đã giáng vào trong thai của Ma Gia Hoàng Hậu, bước ra Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, Hoàng hậu Ma Gia xứ Ca Tỳ La Vệ, Kapilavastu, Ấn Độ, mà giờ đây trên cái lãnh thổ địa lý trên thế giới đã thuộc về vương quốc Nepal. Và ngài ra đời nếu không xuất gia tầm đạo và đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Thái tử Tất Đạt Đa sẽ làm vua. Không chỉ vua mà bậc chuyển luân thánh vương. Con người ta suy nghĩ rằng chỉ có vua là sung sướng nhất, vua là cao cả nhất, bởi vì là con của trời, muốn gì cũng được. Vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa từ trong một kinh nghiệm, trong một kiếp sống luân chuyển lâu dài, ngài khẳng định con người ta vì vô minh mà đau khổ. Dù làm vua chúa ở trong bất cứ một địa vị, vương vị nào đi chăng nữa cũng không thoát ra được nỗi khổ của kiếp sống con người, sanh, già, bệnh, chết. Cho nên ngài đã từ bỏ tất cả cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, mà trong một đêm tối đi qua dòng sông Anoma, rồi đi vào trong rừng, chọn một lối sống tu khổ hạnh. 6 năm trời khổ hạnh rừng già. Nếu ai đi đến Ấn Độ, giờ đây vẫn còn thấy nơi kỷ niệm rừng già, nơi Đức Phật từng tu khổ hạnh 6 năm trường. Những ngày tháng đó, một ngày chỉ một hạt me, không ăn, không uống, thiền tập. Sự thiền định đó chưa đi đến kết quả mà thân đã tan. Dù trí rất sáng suốt nhưng mà hơi thở dần như cạn kiệt. Cho nên cuối cùng ngài đã quyết định đi theo con đường trung đạo. Đói thì ăn, khát thì uống. Ngài không chọn con đường hưởng thụ dục lạc. Ngài cũng từ bỏ lối tu khổ hạnh mà đi trên con đường trung đạo để tu tập. Do vậy đã nhận bát sữa của nàng Sujata. Khi uống bát sữa đó, ngài đã phát nguyện: từ đây ta từ bỏ lối tu khổ hạnh, ta uống bát sữa này. Nếu đây con đường trung đạo đúng là con đường mà chư Phật đã đi để thành đạo quả, thì uống bát sữa xong,
cái bát này sẽ quăng xuống dòng sông Ni Liên Thiệt. Chắc chắn nếu lời nguyện ta mà thành tựu đạo nghiệp, cái bát sẽ trôi ngược dòng sông. Quả như vậy, thưa quý Phật tử, sau khi Ngài thọ nhận bát sữa của nàng Sujata, một người thôn nữ, mà bây giờ chúng ta đến xứ Ấn, gần khu vực Đức Phật Thích Ca Thành Đạo là Bồ Đề Đạo Tràng, là làng Sujata. Tên của nàng đặt cho một khu làng để tưởng niệm, tưởng nhớ một người thôn nữ đã phát tâm cúng dường một vị Bồ Tát, một bát sữa vô cùng tinh khiết. Khi Ngài thọ nhận, dùng bát sữa đó để khẳng định rằng đói thì ăn, khát thì uống, để có đầy đủ nghị lực, sức khỏe để tiến tu đạo nghiệp. Cho nên con đường khổ hạnh ép xác không phải là con đường tiến tu của chư Phật, chư Bồ Tát của chúng ta. Nhưng nếu con đường buông lung, hưởng thụ dục lạc, buông lung trong sanh tử, thọ hưởng tất cả mọi điều theo tham sân si của cái thân giả tạm này, cũng không phải là con đường để cho các ngài đã chọn mà đi. Chính vì lời nguyện con đường trung đạo đó là một lý tưởng cho những bậc tu hành và cho tất cả chúng ta, cho nên bát sữa đó khi quăng xuống dòng sông Ni Liên Thiệt thì lập tức chiếc bát đã trôi ngược dòng sông. Giống như một con người xuất gia làm sứ giả của Như Lai là đi ngược lại con đường của Thế Tục, nhưng chính con đường đi ngược đó lại cho tất cả hàng xuất gia những niềm hạnh phúc vô biên. Bởi trong đời sống của người xuất gia không hệ phược bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Đời sống của người xuất gia thông thả, thông thái, phóng khoáng, siêu tưởng mà đi đến cứu độ cho tất cả chúng sanh. Chính vì vậy mà trong đêm hôm nay chúng ta thấy hình dáng của chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, những ngài, những con người phát nguyện đi theo con đường giải thoát của Đức Như Lai và đi trên lộ trình giải thoát của Đức Như Lai. Thưa các vị, quý Phật tử thân mến, thế còn chúng ta, những người cư sĩ tại gia thì như thế nào? Hàng đệ tử Phật có tỳ kheo, tỳ kheo ni, có ưu bà tắc, ưu bà di. Ưu bà di là những tín nữ, ưu bà tắc là các thiện nam. Hàng đệ tử Phật cũng đầy đủ tám chúng, có tỳ kheo ni, có sa di, sa di ni, có thức samana, đó là những bậc tu hành, và ưu bà tắc, ưu bà di, đó là những người đệ tử cư sĩ tại gia mà Đức Phật đã dành tất cả tình yêu thương cho các vị, bằng cách cho các vị thọ trì tam quy ngũ giới, thọ trì bát quan trai giới, thọ trì bồ tát giới, và tất cả những công hạnh, những con đường sáng đẹp nhất để người Phật tử tại gia không bị trầm luân trong biển khổ luân hồi. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn của người cư sĩ tại gia. Các vị có đồng ý như vậy không? Quý Phật tử thân mến, thế mà cũng có những điều rất đáng buồn. Giờ đây, sư đi thuyết pháp ở một số ngôi chùa, có rất là nhiều vị thầy, nhiều vị sư, các ni sư, các ni trưởng đã nói rằng: Hương Nhũ ơi, con hãy nói những điều gì mà ngay trong đời sống cần phải tu tập của người Phật tử. Người ta là Phật tử mặc áo tràng lam, áo tràng nâu. Người ta là người Phật tử có pháp danh, được quy y, được đi chùa, tụng kinh, lễ Phật. Thậm chí có những người đã được ăn chay, không còn sát sinh hại vật. Nhưng rất là nhiều con người cũng không còn nhớ tam quy ngũ giới là gì. Họ chỉ biết mình là người Phật tử, đó là một danh hiệu, pháp danh cũng có như mọi người, và tu tập cũng có như một phong trào. Người ta đã không sống thật với tinh thần của một người Phật tử, cho nên khổ vẫn hoàn khổ đau. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phát nguyện rằng: Kính bạch Đấng Từ Phụ, con chỉ thành Phật khi nào chúng sanh không còn khổ đau. Và Đức Địa Tạng Bồ Tát thì nguyện hy sinh cuộc đời mình trong cõi u tối của địa ngục khi nào chúng sanh không còn trong địa ngục. Nhưng các vị thấy đó, Đức Địa Tạng vẫn còn phải đứng đó, bởi vì chúng sanh vẫn tiếp tục đi vào địa ngục. Đức
Quan Thế Âm vẫn làm Quan Thế Âm Bồ Tát, mặc dù Ngài là một vị cổ Phật từ trong quá khứ, nhưng Ngài vẫn giữ hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm để cứu độ chúng sanh còn đau khổ quá nhiều. Thế thì chúng ta có nghĩ rằng mình cứ khổ đi, mình cứ tạo tác đi, mình cứ làm sai tất cả những gì Đức Phật đã dạy đi, theo cái gì? Cái bản năng, cái tập khí xấu, ác, tham lam, đố kỵ, ích kỷ, ghen ghét của mình. Để rồi sao? Để rồi khổ thì kêu Quan Âm ơi, để rồi rớt vào địa ngục, rồi gọi Địa Tạng ơi. Nhưng các vị thấy đó, có phải ai kêu Bồ Tát cũng được cứu không? Nghiệp mình nặng quá, vẫn trầm luân sinh tử. Đó là điều mà sư muốn nhắc lại với các vị trong cái đêm mừng khánh đản. Chúng ta làm đệ tử của Phật, con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Đức Phật hoàn toàn giải thoát khi được ân hưởng niềm hạnh phúc của Niết Bàn, thì Ngài mong tất cả chúng sanh cũng được hưởng hạnh phúc của Niết Bàn. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Ngài dạy, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên sáng hôm nay, khi giảng tại Chùa Mía, tỉnh Ninh Bình, sư hỏi các vị cứ tiếp sống như thế đó. Tham cũng chất đầy, sân hận thì vô biên, si mê thì không có việc xấu ác nào, từ bỏ như sát sinh hại vật, như gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, bất hiếu, sống gấp, sống vội, bê tha. Tất cả những gì gọi là phi vụ mà đem lại tiền bạc, chúng ta không từ nang. Nhưng mình vẫn gọi mình là Phật tử, cho nên rất là dối trá. Sư hỏi các vị sống như vậy đó, rồi các vị sẽ đi về đâu? Toàn thể Phật tử cùng nói, con về Tây Phương Cực Lạc. Có phải như vậy không ạ? Nghe Pháp mà còn không vỗ tay thì còn đợi cái gì? Đợi xem các tuồng, các kịch nghệ, rồi diễn hề hiết, rồi những cái gì gọi là mua vui. Đó. Mua vui cũng được, một vài trống canh thì vỗ tay vang dội hết, thậm chí là gào thét và nhảy lên cả sân khấu. Nhưng mà chúng ta nghe Pháp là mở trí tuệ ra, bởi vì nhiều con người là Phật tử mà cũng không biết niềm hạnh phúc của mình là gì. Cũng tại Hà Nam đây, chùa Đăng Khoa của sư Minh Lý, các Phật tử nói, rồi sẽ bình minh, rồi sẽ hoàng hôn, rồi vẫn sống, lập gia đình, hưởng thụ rồi chết, tu hay không tu cũng thế thôi. Đó, chính vì vậy mà sư phải thuyết bài Pháp tu để làm gì? Về chùa Mía, sư bà nói, người ta đi tu bao nhiêu năm rồi con ạ? À? Thầy đi tu từ năm thầy 8 tuổi, nay 70 mấy rồi. Mà có những người mà gọi đến chùa, họ đã ăn cắp đồ tam bảo lại còn chửi cả thầy con ạ. Sân si thì nếm đủ hết, tham lam thì dẫy đầy, nhưng hỏi đi về đâu? Tây Phương Cực Lạc à! Thưa quý Phật tử, chúng ta cảm thấy cuộc đời trong cõi ta bà này chắc có lẽ khổ đau, cho nên niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương. Mà chúng ta quên rằng, vào trong một cơ quan hay đoàn thể đều phải có những nội quy, quy chế hay là những điều kiện để bước vào. Một người tốt nghiệp đại học rồi, có bằng cử nhân, thậm chí là thạc sĩ đi chăng nữa, phỏng vấn vẫn rớt. Bởi vì có những cái yêu cầu của vị giám đốc người ta đưa ra, thì cái người trí thức đó lại không có thỏa mãn được, đáp ứng được. Cho nên học có cao đấy, nhưng mà khi phỏng vấn thì lại rớt. Cho nên mình cứ tưởng như thế thôi, chứ không phải như vậy. Và ai cũng niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương, mà không biết rằng cái điều kiện để về Tây Phương là gì. Mặc dù Đức A-di-đà với tâm từ vô lượng, với 48 lời nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã tán thán công hạnh của Đức A-di-đà. Rồi Đức A-di-đà với tất cả những tâm nguyện của mình, bằng tất cả công năng tu hành của mình, thực hiện 48 lời nguyện để làm giáo chủ cõi Tây Phương, một cái xứ sở mà nơi đó không có sự khổ đau. Ai mà không mơ ước một cuộc sống không có khổ đau? Nhưng mà rồi ai cũng khổ đau, rồi ai cũng khóc. Bụi trần gian, khi biết lấm vào gót chân, lấm vào cuộc đời là cùng với nước mắt. Cho nên có một nhà thơ đã nói, tôi van cát bụi bên đường, dầu nhơ, dầu sạch, đừng vương gót này.
Cát bụi bên đường là cái gì? Là tàn tích của tham, của danh vọng, của si mê, của tiền tài, dục vọng. Mà mình van cát bụi bên đường, dù nhơ dù sạch, đừng vương gót này. Đó là tiếng kêu của Bồ Tát. Chứ còn chúng ta là còn sẵn sàng nhúng vào bùn, và nếu bẩn thì bảo lỡ bẩn rồi thì cho bẩn luôn đi. Cho nên có một thanh niên đi trên đường, trời thì mưa, thấy có một vị sư che cái dù thì chạy vào đi chung với sư. Sư bảo con đi đâu đây? Thưa sư, trời thì mưa, con sắp sửa đến giờ hẹn với người yêu rồi. Nếu mưa thì ướt hết bộ cánh này, cho nên xin sư tử bi cho con đi ké vào cái dù ạ. Sư nói như thế nào? Không, con không đi chung với chiếc dù của sư được. Con hãy tự mà che mưa, che nắng cho con. Thế người thanh niên thấy vị sư từ chối, bảo sư không từ bi à? Sư bảo con không thể nào, chỉ biết sống lệ thuộc. Được đâu sâu đấy, bạ đâu làm đấy. Nếu mưa con tìm các ngôi nhà mà đứng trú. Còn khi sư đi, sư biết mưa gió sẽ đến, sư phải cầm nón, cầm dù hoặc áo mưa. Sư muốn dạy cho con tinh thần tự lập của con. Thế rồi chàng thanh niên đó nhảy vào trong cái mái nhà để đứng cho hết mưa. Nhưng mà trễ giờ hẹn với người yêu rồi, cho nên đành phải chạy ra đường đi đại, chạy rất nhanh, cho nên trong một chốc thôi thì quần áo phải lấm hết. Khi quần áo lấm rồi, ban đầu còn rón rén, một lúc sau thì thôi, dẫm đạp lên tất cả, đạp vào trong cả những vũng bùn, và nước bùn văng lên cả trên đầu, thì coi như gọi là gì? Thí mạng cùi. Nghĩa là chúng ta đã lỡ lấm bùn rồi, cho lấm luôn, cho nên khổ đau rồi, nghĩa là chấp nhận đi luôn vào địa ngục. Cho nên là người đệ tử Phật mà không bao giờ nếm được hương vị giải thoát, bởi vì chỉ chấp nhận đi trên con đường đầy các bụi bặm của trần gian mà không bao giờ nhớ đến chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh kiến. Bát chánh đạo là một cái điều tuyệt vời mà những con người có lương tri, trí thức trên thế giới phải ngưỡng mộ đường đi của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta hầu như mờ mờ hết. Nếu một cái chương trình hoàn tráng như thế này đó, rồi có những tiết mục văn nghệ để cúng dường rất tuyệt vời, lại có những chiếc đèn tượng trưng cho trí tuệ để cúng dường mười phương chư Phật, quá tuyệt vời. Cái gì cũng sáng ngời, và Thầy thắp lên trên lòng chúng ta những điều kỳ diệu nhất trong một đêm màu nhiệm của đêm nay. Nhưng rồi sau đó, chúng ta có khi nào quay trở về và nghe trong tâm mình có thắp sáng được điều gì không? Hay cũng chỉ nói là đêm nay vui lắm, đèn sắc muôn màu, hoa lá muôn màu. Và gì nữa? Và hay lắm. Và gì nữa? Tôi chỉ biết thế thôi. Chính vì vậy mà Thầy Đạo Duyệt lúc nào, quý Thầy trú trì lúc nào cũng muốn sự nghiệp Hoằng Pháp được lan tỏa trên mọi nơi, mọi miền của đất nước quê hương. Bởi không có nhận thức thì mọi cái hình thức chúng ta đang được đón nhận đây, được ân chiêm công đức của các ngài đây, nhưng mà trong tâm của chúng ta cũng rỗng tuếch mà thôi, cũng quay về một điều đau khổ, bởi vì không nhận chân được giá trị của hạnh phúc là từ đâu. Cho nên cuối cùng cũng là gì? Cũng thắp nhang cầu xin. Được thì A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, à con lạy ngài, ngài đã cho con. Mà nếu không thì thôi, có lẽ chùa không linh rồi, lại phải đi kiếm gì? À, kiếm các cái nơi gọi là thầy pháp, thầy cúng, các hình thức mê tín dị đoan, để mà con người ta quá lo âu, sợ hãi và tham lam, cho nên bám víu vào bất cứ chỗ nào mà họ nghĩ rằng có thể được. Không có nhận thức để biết rằng nơi đâu đem lại hạnh phúc cho mình. Thế thì bây giờ các vị có biết ai sẽ đem lại hạnh phúc cho mình không? Chính chúng ta là người đem hạnh phúc cho chính chúng ta. Thưa các vị. Bởi vì giáo lý
tức là lời dạy của Đức Phật, đó là những lời hết sức chân thành, thực nghiệm, không chờ đợi một ân sủng hay mặc khải nào. Chuyên đạo Phật mới là tôn giáo của nhân loại trên toàn thế giới. Biết bao nhiêu tôn giáo cũng ước mơ Liên Hiệp Quốc đề cao và cùng kỷ niệm. Nhưng không, Ban Văn hóa của Liên Hiệp Quốc chỉ chọn Phật giáo. Vào năm 1999, cuộc họp của tất cả biết bao nhiêu nhà trí thức trên toàn thế giới để rồi chọn Phật giáo. Bởi vì ai đi theo con đường của Đức Phật cũng có hạnh phúc và an vui. Thế thì hàng ngàn con người ở đây, chúng ta đã được một cái niềm hạnh phúc nào từ lời dạy của Đức Phật chưa? Có người nói dạ có, rất nhiều. Bởi vì sư đã từng nghe rất nhiều người Phật tử tâm sự rằng: Bạch Thầy, nếu con không biết đạo Phật, con đã chết từ lâu. Có rất nhiều người Phật tử nói rằng: Từ sau biến cố, sanh ly tử biệt, tai nạn, mất mát, chết chóc, đau thương, con tìm đến đạo Phật. Và kể từ đó con mới biết rằng một tài sản vô giá, một viên ngọc quý báu tuyệt vời, nó ở ngay trong chúng ta, mà chúng ta cứ chạy đi tìm ở đâu đâu. Có rất là nhiều người Phật tử đã khẳng định như thế. Nhưng cũng còn rất nhiều người Phật tử: Thưa Thầy, con cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng con vẫn là ôm tròn một niềm đau khổ và nước mắt. Thế thì cần phải xem lại xem mình đã ứng dụng những điều gì về lời dạy của Đức Phật trong đời sống của chúng ta. Đêm nay tại đại lễ của chùa Ninh Tảo, chúng ta cần hiểu rằng mình quá sức diễm phúc. Sư cũng từng tiếp xúc 1.000 trên 1.000 con người, nhưng mà 1.000 con người đó đều bị mù, thưa các vị. Nhưng may thay tai họ còn nghe được. Sư từng thuyết pháp cho 1.000 người mù ở Sóc Trăng, gần 1.000 người mù tại chùa Thiên Quang, nơi sư đang làm Phật sự. Họ đến với chùa chiền ngày xưa để chờ đợi các thầy tặng cho một phần quà từ thiện. Mấy năm tu tập, họ đến chùa chỉ mong được nghe pháp. Nếu chúng ta đến với Phật Pháp, đến với đạo Phật, là đệ tử Phật mà vẫn không hiểu được giá trị của Phật Pháp, sự siêu phóng, giải thoát trong lời dạy của Đức Phật, thì quá là đáng tiếc. Cả ngàn con người ngồi đây không câm điếc, không mù què tàn tật. Chúng ta phước báo hơn hàng triệu triệu con người trên thế gian này. Các vị đang có phúc đức vô cùng, các vị có biết không? Cho nên chúng ta có đầy đủ các căn, chúng ta không tật nguyền, chúng ta không đói khát, chúng ta đang sống trên một đất nước hòa bình. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn khổ đau? Bởi vì chúng ta đã không sống dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn. Không có gì khó hết. Đó, sư đã nhắc tam quy và ngũ giới. Chúng ta thực hiện, đã thọ trì tam quy, nhưng ngoài ra đã là đệ tử Phật, chúng ta còn đi theo những hệ thống tà đạo, mê tín dị đoan nào nữa, một cách cuồng si, một cách lo âu và sợ hãi. Bởi vì không làm, chúng ta lại sợ hãi, bởi vì cuộc sống của chúng ta đã tạo tác quá nhiều nghiệp ác. Làm việc xấu ác thì sợ quả báo đến. Dù nó chưa đến nhưng mà trái tim luôn hồi hộp, đêm luôn mất ngủ lo âu, cho nên sợ hãi. Đến với Phật, Ngài ngồi yên mỉm cười, thiền định, không nói. Trời ơi, không biết Phật có ban cho con hay không, Phật có phù hộ độ trì cho con hay không. Cho nên đến những nơi nào mà đi theo những nếp tập tục gọi là mê tín dị đoan, để lấp vào lòng người đầy lo âu sợ hãi và vốn tội tác quá nhiều những nghiệp xấu và ác. Thế thì đêm hôm nay tại ngôi chùa Ninh Tạo này, chúng ta hãy vừa mới vỗ tay để tán thán rằng hạnh phúc là ở tự chúng ta. Chính vì hạnh phúc ở tự chúng ta, cho nên đạo Phật mới trở thành một tôn giáo của nhân loại trên toàn thế giới. Thưa các vị, và tại sao chúng ta chưa hạnh phúc? Bởi vì nói tới sao con nghèo, con khổ, thưa Thầy, nghiệp. Sao con khóc nhiều, thưa Thầy, nghiệp khổ. Sao con đến là con lại than van về con của con bất hiếu, không nghe lời, thưa Thầy, nghiệp.
Và chúng ta biết chỉ nói một từ nghiệp thôi, chứ không biết hóa giải nghiệp. Chư Phật và chư Bồ Tát cho chúng ta con đường, Bồ Tát hộ trì chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Nhưng chúng ta phải đi trên con đường tránh thì các ngài mới giúp. Chẳng lẽ lại giúp những con người ác, xấu để rồi làm đau khổ cho thế gian và nhân loại hay sao? Cho nên chúng ta biết nói nghiệp thì sư muốn nói với các vị rằng đúng là nghiệp để có thể giải thích mọi hành vi, mọi cái hiện trạng xấu tốt, khổ đau hay hạnh phúc trong đời sống của con người. Nghiệp là yếu tố đưa chúng sanh đến mọi cảnh giới, hoặc an vui, hoặc đau khổ, hoặc nước mắt, hoặc nụ cười. Nhưng chúng ta có khi nào nhìn thấy rõ hình dáng bộ mặt thật của nghiệp không? Không ai nhìn thấy hết. Nghiệp nó đi vào trong đời sống của từng con người và nó thể hiện trên nét mặt, trên dáng đi, trên việc làm của các vị. Bởi vì nghiệp là cái thói quen, cũng là nghề các vị đang làm. Nếu chúng ta làm một cái nghề chánh nghiệp, là nghề đem lại lợi ích cho cuộc sống. Nghề nông là một nghề đem lại lợi ích cho muôn người. Nghề giáo là giáo dục các mầm non. Những người cán bộ làm việc xây dựng bảo vệ đất nước là những con người phải hy sinh để cho đất nước này được phồn vinh. Những con nghề thương mại là sẽ đem vào buôn bán những thứ mà người dân Việt Nam chúng ta đang cần. Không bán hàng xấu, hàng giả dối mà nói là hàng thật. Nghĩa là bất cứ công việc gì chúng ta cũng có thể tạo nghiệp thiện và nghiệp ác trong cái nghề nghiệp của mình. Nghiệp là công việc làm, nếu là nghiệp tốt là xin chúc mừng. Còn nếu người có cái nghề xấu, ví dụ nghề ăn trộm thì cũng là nghề. Thì sao nào? Đêm nay trăng đừng sáng nhé, trăng sáng quá làm sao con ăn trộm được. Mà trăng sáng là gì các vị biết không? Là trí tuệ. Cho nên có người ăn trộm, ăn cắp cái áo của thiền sư. Thiền sư có một cái áo à, mà cũng ăn cắp. Thế thiền sư như thế nào? Bắt quả tang. Các vị mà bị ai lấy cắp mà bắt quả tang, các vị tát cho mấy bạt tai. Và đấy, đừng có mong lấy của bà nhé. Bà có mắt thần đấy. Phải không nào? Nhưng mà vị thiền sư như thế nào? Con đừng sợ, con hãy mặc cái áo đó và đi đi. Mặc dù là tài sản của thiền sư cũng không có thêm vài cái gì đâu, nhưng mà vẫn cho con đi đi. Ta chỉ tiếc rằng ta không cho con được ánh trăng ở trên kia. Đó là trí tuệ đó. Con chỉ làm mà con không biết con đang đi vào địa ngục. Cho nên nếu chúng ta cứ nói rằng nghiệp mà không biết cách giải nghiệp của mình, tức là cũng sống mà không có trí tuệ, thưa các vị. Sự chúc mừng cho những ai đang có chánh nghiệp, tức là nghề nghiệp không làm tổn hại đất nước, quê hương con người, như là buôn thuốc phiện, ma túy, buôn lậu, quốc cấm, buôn rượu cũng là một nghề không phải chánh nghiệp, buôn vũ khí không phải chánh nghiệp. Rồi nghề đồ tể sát sinh hàng ngày thì rất là tội nghiệp, bởi vì luôn tạo nghiệp giết và sát, cũng không phải là chánh nghiệp. Ai mà không phải va vào những cái nghề nghiệp như thế thì chúng ta cứ biết rằng mình may mắn. Nhưng mà mình sống với cái thiện nghiệp của mình là cái nghiệp tốt đấy, nhưng mà mình có tạo nghiệp thiện không? Một nhà giáo phải nói những điều của lương tri, của trái tim, của đạo đức để đào tạo những thế hệ mầm non là tương lai của đất nước. Không bao giờ làm sai điều đó để một người rất tự hào khi mình được làm thầy giáo, cô giáo trong cuộc đời này. Người mà gọi là sao? Bán phân bón thì không bao giờ trộn đất, đá và những chất độc vào để làm hư đất của người dân Việt Nam. Cũng là nghề bán phân bón hóa học. Nghề thì thiện, nhưng mà tâm không thiện vì tham. Cho nên có nghề thiện chưa chắc đã tạo nghiệp thiện, bởi vì chúng ta không ý thức được con đường nào đưa chúng ta đến hạnh phúc và con đường nào sẽ đưa chúng ta đến sự khổ đau. Các vị có đồng ý không? Như vậy, chữ nghiệp trong nhà Phật không chỉ có một chiều là ác. Nghe nói tạo nghiệp là nghĩ ác, nhưng còn có thiện nghiệp, ác nghiệp. Và Đức Phật
nhắc cho tất cả chúng ta rằng ai cũng có thể làm được các việc thiện. Muốn có hạnh phúc, phải hành thiện nghiệp. Muốn có hạnh phúc, hãy giữ tròn năm giới mà Đức Phật đã dạy, đã khuyên người cư sĩ tại gia hãy cố gắng mà thực hành. Nó đơn giản như thế. Ai không thực hiện được chỉ vì lòng tham, vì tập khí xấu ác. Con người rượu chè cờ bạc, bảo như vậy là hưởng thụ, là sung sướng chăng? Đó là đốt đi các hạt giống trí tuệ. Đố con người nào say sưa, say xỉn mà nói được những điều chân chính. Đốt đi hạt giống trí tuệ. Người dối trá một lần, hai lần, mất niềm tin, làm sao lại là một con người có thể có một tiếng nói mà mọi người phục, vâng dạ tin theo. Mà người chuyên đã lừa đảo rồi thì cái đồng tiền bởi sự lừa đảo cũng chẳng có bền lâu. Còn người hành cái nghề sát sinh á, luôn làm tổn thương đến các sinh mạng khác thì quả báo sẽ bị tổn thương, sẽ bị tổn hại, bệnh tật, khổ đau, chết sớm. Tức là nhân quả nó giải thích cho chúng ta trong từng công việc của đời sống hàng ngày, trong từng lời nói, từng việc làm. Cũng như đêm nay tất cả chúng ta ngồi lưng thẳng, chánh niệm tỉnh giác, nhìn về chân dung của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và nghe pháp thoại, chúng ta đang tạo ra một thiện nghiệp đối với trí tuệ của chúng ta, thưa các vị. Như vậy, nghiệp có nghiệp xấu và nghiệp tốt. Thế thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có lấy một ví dụ để nói về nghiệp vọng kiến, tức là cũng là vọng thôi. Mình muốn tạo thiện nghiệp thì mình làm, mà tạo ác nghiệp cũng là do mình. Tại sao tạo xong mình đổ thừa nghiệp? Chính mình làm chủ việc làm của mình. Ta là chủ nhân ông của nghiệp và ta sẽ phải thừa tự các quả báo do chúng ta gây ra. Đổ thừa cho nghiệp là đổ thừa ai? Là hãy tự trách móc chúng ta chưa biết tu tập đúng mức độ của một người đệ tử của Đức Phật. Các vị có đồng ý như vậy không? Nếu nói về nghiệp vọng kiến, Đức Phật nói, trước một cây đèn đang cháy, người mà bị nhắm mắt, đau mắt, thì thấy cái cây đèn đó, chung quanh có những vòng xanh, vòng đỏ. Bị nhắm mắt, đau mắt, cho nên thấy cái đèn nó có nhiều cái vòng tròn, màu sắc khác nhau. Còn người mà không bị đau mắt, lăn lăn, thì chỉ thấy ánh sáng của cây đèn, chứ không thấy những vòng tròn xanh, đỏ, chung quanh cái ngọn đèn đó. Cái vòng xanh đỏ của người nhắm mắt đó, tức là muốn chỉ cho con người có bệnh mắt là có một cái nghiệp. Nhìn ánh sáng còn thấy nhiều cái vòng xanh đỏ khác nhau. Người có nghiệp gì thì nhìn cái cuộc sống này theo cái lăng kính của nghiệp chính mình. Người tham thì nghĩ rằng phải tham mới sống. Người ham sắc dục thì nghĩ phải có sắc dục mới sống được. Người ham rượu chè cờ bạc thì mỗi ngày không có một chai không thể ăn ngon ngủ yên. Người quen dối trá, sống thành thật, cảm thấy rất là lỗ lã. Đó là nghiệp đi theo đời sống của chúng ta. Các vị nghe rõ chưa? Nghe để chuyển hóa, chứ không phải chỉ đơn thuần là nghe. Thế thì như vậy, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi con người đều có một nghiệp riêng. Có người nhìn ánh sáng đèn là sáng vằng vặc. Nhìn ánh sáng trăng là sáng vằng vặc. Nhưng có người nhìn ánh sáng lại còn thấy bao nhiêu màu xanh đỏ khác nhau. Là do nghiệp riêng của mỗi một con người. Ví dụ người mang nghiệp chủng mê tín dị đoan, nghe pháp xong rồi về cũng kiếm thầy bùa thầy pháp mà chơi, cái gì cũng lấy ma quỷ ra giải thích. Sao đau ốm thế? Không dám nói là vì ăn bậy quá nhiều, mà nói là ma quỷ nó làm cho đau ốm. Sao trong nhà không có hạnh phúc thế? Lại không xem lại thái độ ứng xử giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, đổ thừa, động mồ, động mã, động bắt nhang. Không có cái động nào mà bằng động tâm hết các vị. Cho nên, con người ta huân tập cái nghiệp nào thì sẽ nhìn cuộc sống theo cái nghiệp đó. Đức Phật dạy chúng ta hãy huân tập thiện nghiệp. Có hai vợ chồng kia, chồng thì mù, vợ thì điếc. May quá, mình không có ai mù điếc hết. Nhưng trong cuộc sống này người mù người điếc nhiều lắm. Đó, các vị phải biết như vậy. Họ phải đi ăn xin để kiếm sống. Hôm đó có một đám tang lớn đi ngang qua. Ông chồng thì mù,
cho nên chỉ nghe tiếng kèn inh ỏi, mới nói đám ma lớn quá, kèn trống inh ỏi hết cả. Bà vợ thì điếc, có nghe không? Không nghe. Bà bảo trống kèn đâu mà có, chỉ có thấy mỗi là cờ với phướn thôi. Ông chồng bảo, bà câm đi, tôi nghe trống với kèn rất là to. Bà vợ bảo, ông câm đi, tôi chỉ thấy cờ và phướn. Ông chồng thì không nhớ mình điếc, mà bà vợ không nhớ là mình mù. Các vị có đồng ý như vậy không? Và cứ như thế mà cãi qua cãi lại, đến độ mà suýt nữa đánh nhau. Đời sống này cũng vậy, mỗi người sẽ mang một nghiệp, và do vậy chúng ta sẽ chống trái nhau, làm khổ nhau, và càng ngày càng chồng chất những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Pháp thoại hôm nay sư muốn nói với các vị rằng nghiệp ở tự thân chúng ta, bởi vì làm một nghiệp, ví dụ tạo nghiệp ác cũng phải do cái ý, ý xui khiến chúng ta làm việc thiện cũng do ý, ý thiện chúng ta mới làm. Nhưng không thấy ý đâu hết, chẳng thấy tâm đâu hết, không có hình tướng. Nhưng tại sao ý lại xui khiến chúng ta bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu năm tháng? Chúng ta phải làm chủ thân khẩu ý của chính mình. Người thanh tịnh tam nghiệp, thân khẩu ý thì mới có đầy đủ điều kiện để vãng sanh Tây Phương. Các vị có đồng ý không ạ? Chính vì vậy, thời gian chúng ta không còn nhiều, nhưng chắc chắn pháp thoại hôm nay sẽ tác động trong lòng các vị một điều hết sức căn bản: hạnh phúc hay khổ đau do chính bản thân mình. Nghiệp cũng do chính chúng ta tạo ra, việc làm do ý, ý đưa ra lời nói, ý đưa ra việc làm ở thân. Và chính ở thân khẩu ý và tạo ra trùng trùng các nghiệp ác, đưa chúng ta vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta quyết định không đi vào những con đường tối, chúng ta làm hành thiện nghiệp cho đời chúng ta tươi sáng. Có thiện nghiệp sẽ làm cho chúng ta hóa giải các nỗi khổ niềm đau. Muốn như vậy phải tu tập, phải kiên nhẫn, phải gì? Chấp nhận nghiệp ông khác nghiệp bà để hóa giải cho nhau những nỗi khổ niềm đau, xứng đáng là những người đệ tử của Đức Phật, người đệ tử của một tôn giáo lớn trên thế giới, một tôn giáo của toàn nhân loại. Thưa quý Phật tử, và thời gian đã hết, pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Thành kính cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho chư tôn thiền đức tăng ni của xã Thái Bình, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Các ngài được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để tiếp tục dẫn dắt các hàng chúng sanh đi đến bến giác. Còn toàn thể quý Phật tử, chúng ta không bao giờ quên một thông điệp như là một chân lý: hạnh phúc hay khổ đau là tùy vào nghiệp lực chúng ta gây tạo trong từng giờ, từng phút và từng ngày. Và chính như vậy, lát nữa đây, khi chúng ta được tắm Phật, mỗi một gáo nước tưới lên thân Phật là được thanh tịnh thân, gáo nước thứ hai thanh tịnh cho khẩu, và gáo nước thứ ba là thanh tịnh cho ý. Tam nghiệp đồng thanh tịnh, đó là ân phước mà Đức Phật, chư Bồ Tát và chư Hiền Thánh Tăng đã cho chúng ta ân phước được tắm Phật để thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, hóa giải tham sân si, và chúng ta được đứng trong lộ trình đi về bến giác của chư Phật và chư Bồ Tát. Xin niệm ơn quý Thầy đã dành thời gian cho chúng con, và xin niệm ơn toàn thể quý Phật tử đã câu hội về đây trong một thời pháp thoại vô cùng trang nghiêm, đầy hạnh kiệp tốt đẹp của những người Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư Giảng Sư Ban Hoằng Pháp Trung ương, trong suốt 45 phút vừa qua, các Phật tử chùa Ninh Táo cũng như chúng con ở bên ngoài được nghe một thời pháp thoại rất là đầy đủ ý nghĩa, vô cùng lợi ích
trong cái mùa Phật đán Phật lịch 2561. Kính bạch ni sư, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử và toàn thể nhân dân, trong mùa Phật đán năm nay, chùa Ninh Táo chúng ta tổ chức đêm hoa đăng mừng Phật đán. Nó có cái phần nội dung đi vào cái thiết thực, đó là thời pháp thoại của ni sư mà chúng ta được nghe, và thứ hai đều là phần tấm Phật. Mấy năm thì chúng ta làm hành chính rất là dài, mà thực ra là thầy biết rằng quý Phật tử chúng ta chỉ muốn nghe pháp và muốn tấm Phật, đó là cái chính, nên đáp ứng cái mong cầu của quý Phật tử mà trong đêm nay chúng ta được cung đón chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm đàn tràn để tổ chức lễ tấm Phật cũng đã hoàn mãn trong cái phần hành chính. Và vừa rồi chúng ta được uống một cái nước cam lồ mà ni sư đã rưới mát cho các Phật tử trong mùa Phật đán tại chùa Ninh Táo chúng ta. Kính bạch ni sư, chúng con rất là vô cùng biết ơn ni sư, dù đường xá xa xôi tại trong thành phố Hồ Chí Minh cũng bất từ lâu quyện chấn tích quang lâm Đắk Bắc để thuyết giảng trong suốt mấy ngày qua, và hôm nay ni sư cũng đã chấn tích về chùa Ninh Táo chúng con nơi miền quê xa xôi để ban bố thời pháp nhũ. Chúng con xin thành kính cảm niệm ơn đức ni sư, và qua đây thầy cũng xin giới thiệu thêm về ni sư. Thực ra có những Phật tử mà thường hay nghe pháp thoại trên mạng thì được biết ni sư. Ni sư Thích Thương Nhũ đây nói về ni mà giảng Phật pháp thì có thể nói là ni sư Thích Thương Nhũ là một vị đặc biệt, có thể nói là số 1 nổi tiếng nhất. Và nói về những cái việc làm lợi ích đối với đời, ni sư cũng là một vị danh tăng rất là có tiếng tăm. Những thầy được nghe kể lại rằng những kỳ thi hoa hậu thế giới, ni sư cũng hướng dẫn cho các hoa hậu thế giới ngồi thiền và nhiều cái công tác xã hội rất là tích cực. Một vị ni nhưng mà phải nói rằng rất là năng động, đem ánh sáng Phật pháp vào trong đời rất là lợi ích. Và nói chung là ni sư là một vị giảng sư, một vị đối với trong giáo hội Phật pháp cũng là một giảng sư rất là lớn, rất là nổi tiếng. Và quý vị lên mạng search ni sư Thích Nữ Hương Nhũ là quý vị thấy rất là nhiều thời pháp thoại, nhiều cái đề tài rất là hay. Và chính vì vậy mà chúng con cũng được biết ni sư từ lâu, và hôm nay được ni sư chấn tích về đạo tràng chúng con để ban thời pháp nhũ. Lời cuối cùng, thay mặt toàn thể các thiện nam tín nữ Phật tử và nhân dân bản tự, chúng con thành kính chúc ni sư một mùa Phật đán vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, là bóng bồ đề che mát cho hàng Phật tử Việt Nam được tinh tấn trên con đường tu học theo đúng chính pháp của Đức Như Lai. Mùa Phật đán về, cũng chúc cho quý Phật tử cùng gia đình vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.